Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Video ngày hôm nay sẽ là về một sản phẩm rất đặc biệt, đó là chiếc Redmi K50 Gaming. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ nào? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp và chia tay nhanh chiếc máy này nhé. Mình tin rằng những người xem video này sẽ có những anh chị sinh năm 9X đổ về trước, thì chắc chắn rồi họ sẽ biết những chiếc máy được tặng kèm theo những chiếc xe Mercedes-Benz rất là nổi tiếng. Có thể kể đến đó chính là chiếc Nokia 6310i được tặng kèm theo chiếc Mercedes-Benz E240 vào những năm 2002. Thì phải ở thời điểm đó các bạn mới thấy được cái sự giá trị của một chiếc máy nó được tặng kèm theo xe hơi nó như thế nào. Và cũng phải gì đó thì Mercedes-Benz mới đem một chiếc điện thoại Nokia lên cái chiếc xe của họ. Tất nhiên rồi, nó thời đó thì nó vẫn chỉ là điện thoại cụm gạch mà thôi. Nhưng bây giờ sẽ khác. Đã rất lâu rồi mình mới thấy Mercedes-Benz đưa cái thương hiệu của họ lên một chiếc smartphone. Và ở đây chúng ta có chiếc Redmi K50 Gaming và phiên bản đó chính là Mercedes-Benz AMG Petronas. Tại sao nó lại có một tên dài như vậy? Thì đây không phải là một cái thương hiệu Mercedes-Benz toàn cầu mà nó chỉ là cái thương hiệu đội đua của Mercedes-Benz thôi. Và đội đua của Mercedes-Benz thì các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Đội đua Mercedes-Benz AMG Petronas rất là quen thuộc rồi. Và bây giờ chúng ta đã có một chiếc máy như vậy với cái thương hiệu đua ở bên trong. Đấy, khẳng định cho cái việc đó chính là cái tốc độ, cái cấu hình của nó cực kỳ mạnh mẽ. Rồi, mạnh mẽ như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi mở hộp đấy nhá. Nhưng trước tiên thì sẽ giới thiệu qua này. Vỏ hộp thì có tông màu chủ đạo là đen và xanh lá cây, với tông màu chủ đạo của cái dòng xe đua của Mercedes-Benz rồi. Đây, tên máy thì sẽ được ở đặt góc này, Redmi K50, và phía dưới này các bạn sẽ có logo của Mercedes và kèm theo đó là cái logo của đội đua AMG Petronas nữa. Rồi, bên phía cạnh như thế này thì các bạn sẽ có thêm một cái hình, một cái chiếc xe đua công thức 1. Và đây là chiếc xe đua F1 W12 của đội đua Petronas của Mercedes-Benz. Rồi, phía dưới này thì sẽ chỉ có thêm một vài thông số nữa thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp luôn nhá. Đấy, mở hộp ra thì cái phụ kiện nó đã rơi ra, thôi chúng ta cùng nhau mở hộp phụ kiện trước vậy. Thì bên trong phụ kiện này rất đơn giản thôi, các bạn sẽ có một que chập SIM và thêm một cái ốp lưng nhựa khá là rẻ tiền nữa. Đấy, không có cái gì đáng để nói về cái phụ kiện này cả. Giá như là cái ốp lưng này họ làm cũng là hàng thừa nữa thì chắc là tốt biết mấy. Rồi, ở phía dưới này thì là chiếc máy chúng ta và nó sẽ mở theo kiểu này. Nó sẽ gập ở cái đoạn này, xong mà các bạn sẽ cầm tay nhấc nó lên. Rồi, đây là chiếc máy chúng ta nhá. Phía dưới này thì nó sẽ không phải là lật cái này lên đâu các bạn, mà các bạn sẽ kéo cái này xuống. Đấy, và rút cái khay nhỏ phía dưới này ra. Đấy, thì đây chính là cái phụ kiện đi kèm chiếc máy này. Chúng ta có một cái củ sạc và một cái dây sạc. Nhưng cái củ sạc này rất đặc biệt, đó chính là nó sử dụng cái công nghệ GaN. Vì vậy các bạn có thể thấy cái kích thước của nó rất là nhỏ, và không nhiều sản phẩm của Xiaomi cũng như Redmi được trang bị cái củ sạc này đâu. Thường nó sẽ có kích thước lớn hơn đấy. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là cái củ sạc này thì nó lại sử dụng cái cổng là Type-C. Đó, một cái cổng rất là mới. Đây là chiếc máy thuộc Xiaomi cũng như Redmi đầu tiên được trang bị cái cổng sạc USB Type-C trên một cái củ sạc 120W như thế này. Vẫn là đáng tiếc đó chính là cái củ sạc này cũng như cái dây sạc này thì họ không tùy biến gì cả, mà vẫn chỉ là cái củ sạc bình thường thôi. Bây giờ sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta. Nhìn ngay phần mặt lưng cái này, các bạn có thể thấy rằng chiếc máy này nó đã thay đổi rất nhiều nếu mà so với một cái phiên bản tiêu chuẩn. Chúng ta có một cái tông màu vẫn là chủ đạo đen và xanh của đội đua AMG Petronas. Một cái giải sọc chạy chính giữa mặt lưng thế này và tách làm đôi cái hai nửa của chiếc máy này ra. Và mỗi bên này thì nó sẽ có thêm cái cụm tam giác như này, và trong mỗi cụm tam giác thì lại có những cái họa tiết carbon, một cái chất liệu các bạn sẽ thấy rất quen thuộc trên những chiếc xe đua hiệu năng cao. Và ở phía dưới này thì nó cũng có cái vân carbon, nó chạy dọc từ phía cạnh dưới này lên cạnh trên, và càng lên đây nó càng nhạt dần và nó chuyển dần sang màu bạc. Cụm camera này thì nó rất là quen thuộc rồi, và nó sẽ có thêm hai chữ đó chính là freezing và speed ở đây. Thì nôm na nó là biểu trưng cho cái hệ thống tản nhiệt rất khủng trong chiếc máy này, và cái đó là cái tốc độ cấu hình nó cực kỳ mạnh bên trong nữa. Dense flash thì sẽ làm theo dạng tia chớp như thế này ở đây. Và ngoài ra cụm camera này thì nó cũng có thêm hai cái giải đèn led nhỏ nữa thôi ở phía trong cụm camera này. Về màn hình thì đây vẫn là một cái thiết kế màn hình rất là quen thuộc của Redmi K50 Gaming, một cái màn hình với cái dạng đục lỗ ở phía chính giữa như này, và kích thước của màn hình này thì nó rơi vào khoảng tầm 6.67 inch, đối với giải là Full HD cộng và tấm nền AMOLED, có cái tần số quét lên tới 120Hz và cái tốc độ chặn ứng lên tới 480Hz. Ngoài ra thì màn hình này cũng hỗ trợ những cái chuẩn như là HDR10+ này, và nó cũng đạt được 100% giải màu DCI-B3, và màn hình này cũng đã được chứng nhận điểm A+ từ DisplayMate, một cái chuyên trang đánh giá màn hình khá là uy tín. Ở phía cạnh phải này thì sẽ có rất nhiều cái phím bấm ở đây, các bạn sẽ có phím nguồn, và phím nguồn này nó cũng kiêm luôn cả phím vân tay luôn nhé. Mặc dù cái rất là nhỏ thôi, cái tiết diện không quá lớn, nhưng mà nó vẫn luôn kiêm luôn cả phím vân tay. Mình thì mình không thích cái kiểu đặt cả phím vân tay ở phía phím nguồn này, nó hơi nhỏ, mình thích đặt trong màn hình hơn đó.
Thì ngoài ra nó còn có hai phím trigger nữa, là khi các bạn gạt lên thì cái phím trigger sẽ nổi lên. Cái này rất quen thuộc trên những dòng máy gaming của kể cả là Redmi cũng như là Xiaomi. Đó, mà mình thích cái kiểu vật lý này hơn so với việc là một số máy nó trang bị theo cái trigger cảm ứng. Phía cạnh trái này thì sẽ có thêm phím âm lượng này và sẽ có khay chập sim nữa, và phía trên này thì sẽ có hai loa, phía trên dưới thì sẽ có hai loa và kèm theo đó là cảm biến đường ngoại. Ngoài ra phía dưới thì còn có thêm cái cổng sạc USB Type-C nữa, và hệ thống âm thanh của chiếc máy này thì được tinh chỉnh bởi JBL, một cái thương hiệu cũng khá là tin tưởng. Cảm giác cầm nắm của chiếc máy này thì nó sẽ có độ dày là 8,5mm và cái khối lượng của nó rơi vào khoảng tầm 210g. Thì cái khối lượng này giúp cho chúng ta cầm máy một cách rất là đầm tay. Đã, chiếc máy này cầm rất là đầm và nói chung là khá là chắc chắn với cái việc nó chính là hoàn thiện hoàn toàn bằng kim loại. Thì cái chiếc máy này nó hoàn toàn chinh phục mình về cái độ cao cấp của nó. Đối với một chiếc máy được hợp tác một phiên bản đặc biệt thì các bạn sẽ quan tâm rất nhiều về cái phần mềm bên trong. Nhưng mà rất tiếc thì chiếc máy này nó sẽ chỉ có cái hình nền là được tinh chỉnh thôi. Ở đây trong cái hình nền thì nó sẽ là một chiếc xe F1 W12 của đội đua AMG Petronas, chứ nó không có quá nhiều tùy biến về cái mặt icon, về mặt biểu tượng và giao diện bên trong. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình thấy rằng cái phiên bản này thực ra nó làm vẫn chưa tới cho lắm. Đáng nhẽ họ phải tinh chỉnh thêm những cái biểu tượng trong này thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, và thêm vào đây những cái hình nền khác như là giao diện khác nhìn nó đẹp mắt hơn, thì chiếc máy này lại không có điều đấy. Về cấu hình, đây cũng là một cái thứ mà chúng ta rất quan tâm về chiếc máy này. Thì nó đã được trang bị con chip là mạnh mẽ nhất hiện nay rồi, Snapdragon 8 Gen 1, đi kèm với đó là RAM 12GB và có thêm cái công nghệ RAM ảo nữa, hỗ trợ lên tới 3GB nữa. Thì tổng RAM trên chiếc máy này có thể hỗ trợ tối đa là 15GB. Kèm theo với đó là cái bộ nhớ trong là 256GB. Ở đây thì mình cũng chấm qua một phần mềm đó, bởi vì mình không quá nhiều thời gian cầm chiếc máy này. Thì mình chấm qua cái phần mềm để đo cái hiệu năng khi mà máy chạy liên tục khoảng 15 phút thì nó sẽ như thế nào. Và cụ thể thì sau 15 phút thì cái mức hiệu năng của chiếc máy này nó tụt giảm rất là nhiều. Nó tụt lên tới trên 40% hiệu năng. Đây là một cái mức tụt nó đáng kể luôn. Và mặc dù là chiếc máy này được quảng cáo rất nhiều về cái việc là nó được trang bị hệ thống tản nhiệt cực khủng này, rồi các cái công nghệ bên trong để điều chỉnh cái tần số quét cũng như là cái tốc độ khung hình và cái nhiệt độ để kiểm soát tốt nhất có thể, nhưng cái hiệu năng của nó thì lại không đạt được theo mức mình mong muốn. Nó thẳng ra là nó bị bóp khá là nhiều về mặt hiệu năng. Các bạn có nhìn thấy cái biểu đồ trên này này, nó tụt xuống rất là nhanh, và sau 15 phút thì mình cầm chiếc máy này, cái mặt lưng của nó nóng một cách rõ rệt. Về dung lượng pin thì chiếc máy này có được trang bị viên pin là 4700mAh. Nó khá là nhỏ so với một chiếc máy gaming. Tuy nhiên thì bù lại chiếc máy này có sạc nhanh, và sạc nhanh của nó chỉ mất khoảng tầm trên 20 phút thôi để có thể sạc đầy chiếc máy này từ 0 lên tới 100%, một cái mức thời gian sạc kinh khủng luôn. Đến mức giá thì chiếc máy này hiện tại mới chỉ được xách tay về từ Việt Nam mà thôi, và Điện Thoại Hay thì đang bán chiếc máy này với mức giá khoảng 15,5 triệu đồng. Và cũng chỉ có khoảng 10.000 máy trên toàn thế giới được bán ra mà thôi. Vì vậy mình thấy rằng chiếc máy này thực tế thì nó mang tính chất là sưu tầm nhiều hơn. Nếu các bạn thích một cái thương hiệu rất nổi tiếng, đó chính là Mercedes-Benz, và thích đội đua của Mercedes-Benz, đó chính là AMG Petronas, thì các bạn cũng nên tính tới cái chiếc máy này. Còn về hiệu năng cũng như là những cái thông số khác thì mình thấy rằng nó cũng bình thường nếu mà so với những gaming phone hiện nay trên thị trường. Các bạn cảm thấy như nào về chiếc Redmi K50 Gaming phiên bản Mercedes AMG Petronas? Các bạn comment ở phía bên dưới nhá. Mình là Chúc Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.